Hôm nay thì đã là ngày 26 Tết. Vào thời điểm này, người dân ở nhiều nơi đang tấp nập dọn dẹp trang trí nhà cửa, mua sắm các vật dụng cần thiết để đón Tết. Ra đường vào thời điểm này thì chúng ta có thể thấy là một không khí tràn ngập xuân với cờ, hoa, cành đào, cây mai hay là rất là nhiều những các loại cây cảnh khác. Tuy nhiên thì với nhiều địa phương vùng núi cao, vào tháng 12 âm thì sau khi hoàn thành công việc đồng áng thì người dân sẽ tiến hành ăn Tết luôn. Và không giống với những người Kinh thì Tết của đồng bào vùng cao có thể kéo dài gần một tháng với rất nhiều hoạt động văn hóa, cộng đồng độc đáo. Và trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm ngày Tết của đồng bào người Mông tại Hồng Ngài, Bắc Yên, Sơn La. Và đây cũng là địa danh gắn liền với truyện ngắn nổi tiếng Vợ chồng A Phù của cố nhà văn Tô Hoài. Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, những ngày cuối tháng 12 âm lịch. Hoa đào, hoa mai đang rộn ràng khoe sắc. Đồng bào người Mông ở đây đang gác lại mọi công việc thường ngày và nghỉ ngơi để cùng chuẩn bị cho Tết truyền thống. Ông Giàng A Lệnh đang tất bật sửa soạn và làm những thủ tục nghi lễ truyền thống để đón Tết. Tất cả các công cụ lao động hàng ngày như cày, cuốc, xẻng đã được rửa sạch sẽ và mang vào cất gọn tại góc nhà. Ông cũng tự tay cắt và dán lên bàn thờ những loại giấy lễ theo phong tục của người Mông một cách trang trọng và tôn kính. Việc rửa sạch công cụ lao động là để sang năm tránh cuốc vào chân, còn việc thờ cúng là để cầu bình an cho cả năm mới, cầu chúc sức khỏe cho cả gia đình, cầu cho năm mới mọi thứ an lành. Thời gian Tết sẽ là dịp anh em, họ hàng trong bản thăm hỏi, chúc sức khỏe lẫn nhau. Ngày xưa thì vui hơn, nhưng hiện nay một số phong tục đã bị mai một. Đối với người Mông, trong mâm cỗ ngày Tết, bánh dày là thứ không thể thiếu. Đồng bào quan niệm bánh dày tượng trưng cho đất trời và sự an lành, no ấm của cuộc sống với mùa màng bội thu. Để có được những chiếc bánh dày thơm, dẻo và ngon, những người phụ nữ Mông luôn chọn gạo nếp nương thơm dẻo, không bị pha tạp. Sau khi gạo đã vo cho sạch rồi ngâm bằng nước ấm khoảng 12 giờ, những người phụ nữ sẽ cho vào chõ để đổ sôi. Khi sôi chín, được đổ cả vào cối, giã thật nhuyễn. Cối giã bánh dày của người Mông được làm bằng thân cây gỗ chắc, thớ mịn, có mùi thơm và khoét rỗng ruột. Giã bánh dày là một công việc nặng nhọc đòi hỏi nhiều sức lực và kỹ thuật. Vì thế, những người tham gia giã bánh thường là những người đàn ông, thanh niên khỏe mạnh. Mỗi lần hai người, khi đã thấm mệt thì lại chuyển cho hai người khác thay nhau giã. Giã càng kỹ thì bánh càng dẻo, ngon và để được lâu. Năm cũ đã trôi qua rồi, năm mới đến thì cũng phải có cái bánh dày này để mà làm quà Tết cho năm mới. Vì chỗ bạn Hồng Ngài mình ở đây thì tôi nói anh em họ già mình là giã bánh dày này để cho quà Tết cho khách hoặc là anh em ở xa đến cùng để chúc mừng Tết năm mới. Khi xôi được giã xong là lúc những người phụ nữ tập trung nặn thành những chiếc bánh tròn trịa như mặt trăng, mặt trời. Lá gói bánh là lá chuối đã hơ qua lửa cho khỏi rách và đảm bảo độ thơm ngon của bánh. Bánh dày là thứ không thể thiếu trong ngày Tết. Những người phụ nữ sẽ có nhiệm vụ nặn thành từng cái một. Nặn bánh xong, mọi người sẽ chia nhau một vài cái để cùng sử dụng trong ngày Tết. Một chiếc bánh to để làm ma trong nhà. Để đón Tết, mỗi gia đình người Mông thường thịt 1 đến 2 con lợn. Việc mổ lợn được thực hiện trước ngày Tết. Đặc biệt trong mâm cỗ Tết của người Mông thường có rất ít những món rau, dù rau là món ăn thường ngày. Việc kiêng ăn rau là để tránh cho cây cỏ quá tốt, ảnh hưởng đến cây cối trong vườn nhà mình. Thứ hai là kiêng chăn cơm để tránh mưa lũ cho vụ mùa năm mới.
Đó là những phong tục được truyền từ ngày xưa đến nay rồi. Cùng với cuộc sống vật chất ngày càng được nâng lên, đời sống tinh thần của người dân vùng cao Hồng Ngài, Bắc Yên, Sơn La cũng hết sức phong phú. Vào ngày Tết, những chàng trai, cô gái, người Mông thường tập trung ở những khu đất rộng để tham gia các hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi dân gian. Thưa quý vị, tôi vừa tham gia trò chơi ném pha bao, một trò chơi truyền thống của đồng bào người dân tộc Mông trong dịp Tết cổ truyền. Trò chơi này thì đã có từ lâu đời và được tương truyền từ đời này qua đời khác. Đây là trò chơi để mà giúp những đôi nam thanh nữ tú, những thanh niên người Mông tìm người yêu, tìm bạn tình mỗi cái dịp mà Tết đến xuân về. Ném pa pao, chơi bóng chuyền, chơi cù, đẩy gậy là những trò chơi được tổ chức nhiều trong dịp này. Đây là cách để đồng bào dân tộc Mông lưu giữ, bảo tồn nét độc đáo trong văn hóa của dân tộc mình. Phải ném bao như thế này thì lúc trước thì những người con gái phải ném trước, thì con trai phải tới, thì thích người nào thì phải ném người đấy. Thì ném nhiều thì mình phải hỏi là nó là tên là gì, mà mình biết tên là gì thì ném nhiều thì phải thích nhau rồi thì ném xong thì đi chơi như thế thôi. Dân ném bao như thế này là nếu mà có người yêu vào ném với mình là rất là vui. Nên cái cụ này cũng hay, thì lúc đến làm Tết, đến Tết thì người Mông mình là hai đi con gái thì lấy cái pa pao về nén, mà con trai thì là lấy cái tù lu đi đánh, thì đánh xong thì thắng thua là đi ăn cơm cùng nhau ở trong nhà làm Tết. Để đảm bảo những nét độc đáo trong Tết của người Mông, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên và Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ngài đã lên trước kế hoạch từ ngay đầu tháng 12 năm 2018. Vì vậy, các phong tục tập quán đều được tái hiện lại một cách sinh động. Người dân cũng đón Tết vui vẻ và an toàn. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã rất là quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất. Một là các cái hộ gia đình nghèo cũng sẽ được quan tâm làm sao mà tổ chức cái Tết của hộ gia đình, cũng như là xã đảm bảo theo đúng cái tinh thần là đoàn kết, thương ái, thương thân và vui vẻ. Có những cái dòng họ để có thể sáng tối làm thì hôm sáng hôm sau thì sẽ là kết thúc ăn Tết, tức là tối làm thì sáng là tức là bỏ thả đấy, cái việc mà chúng ta tổ chức tức là gọi là ma nhà ấy thì là thả đi. Còn những cái có những cái dòng họ thì tổ chức trong vòng 3 ngày, ở trong buổi tối làm thì phải cách 3 buổi sáng từ ngày hôm thứ 3 trở lên thì nó mới kết thúc cái buổi ăn Tết. Những năm trở lại đây, tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, tỉnh Sơn La đã vận động người dân ăn chung Tết Nguyên đán cùng cả nước để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và làm ăn. Tuy nhiên, những giá trị văn hóa tốt đẹp luôn được trân trọng, gìn giữ và trở thành niềm tự hào của người dân vùng cao mỗi dịp Tết đến, xuân về.